nạp sao kiểu gì ạ? Và anh khi mà anh xem cái livestream này thì anh có thể thấy cái biểu tượng ngôi sao, anh bấm vào đó và nếu như anh có thể liên kết được với cái thẻ Visa của mình thì anh có thể mua sao và tặng sao cho các cầu thủ chúng ta đang thi đấu nha. Và ô như vậy là chỉ cần yêu là đủ đến từ bầu Đinh Đức Đoàn, và 3.000 sao luôn cho nó mát. Acrian luôn. Acrian của cầu thủ Sa Club Quân Đẹp. Bái quả cũng rất thẳng hàng. Hai AC luôn và cho Son và Ca Thán. Vâng, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Hai AC và cho Son và Ca Thán ở cửa đào cho đội bạn bây giờ. AC và AC đến từ cặp đôi của Liên Quân Sa Club và chia sẻ rằng hai AC. Trong khi đó thì đội bạn là cho Son và Katarian mặt máy. Chúng ta đang tràn trề cơ hội để có thể dứt điểm cái trận đấu này rồi. Tràn trề cơ hội để dứt điểm cái trận đấu này. Mà đánh máy Acrian trong tay của thủ Sa Club với bát quả 7 cây xếp là rất đẹp. Một cái nước dừa ổn để đất xanh mượt, cánh rừng gần. Mượt mà rồi anh em ạ. Mình nói biết tên gì, em là Robinson của Sài Gòn nha anh em. Đấy, Vũ Hòa này, hello anh em nha. Tiếp tục là Lai Giang và anh đang gửi tặng 50 sao. Và cảm ơn anh Giang nha. Ồ, cảm ơn anh Lê Quang Đào đã gửi tặng 1.524 sao nha. Chúc sang test Facebook thành công, cảm ơn anh rất nhiều. Bình luận viên quê ở Phú Thọ nha anh em. Có vòi luôn trong bài đấu này và tiếp tục thấy thêm một con vòi nữa. Bài cứ đẹp như thế này. Vâng, cua rơ đến từ đất Bắc Ninh có một tình huống bẻ cua là rất nhanh để né đồ chơi tờ. Mượt mà rồi. Trong khi đó thì xe máy của chim sẻ thì đang bên phía bên kia cũng có vòi. Có nặn được ra một đôi không? Vâng, không. Như vậy là chỉ nặn được một con thôi. Sẻ cũng là người được cầm AC. Hai AC đối đầu với cho Son và Katar. Bằng 14/20. Một con voi, hai bầy hiêu. Bầy hiêu này dường như có thể ăn được cùng với lại chiếc BS ăn rừng. Trong cái thế trận mà quân của chúng ta đánh giá cao hơn rất nhiều so với cho Son và Katarian bên phía bên kia. Một chiếc BS nhân đôi đến từ chim sẻ thì đáng. Sa Club bên này vẫn đang có voi để có thể câu về nữa. Nhìn qua qua như là ba con rồi. 18/20. Có thể kinh đời sớm không và có đánh chém được hay không? Thực ra thì Sa Club thì vẫn là tôi vẫn thích là anh đánh chém hơn. Vì đúng cái hệ của anh là hệ đánh chém. Ở ngày xưa cũng nhiều ông hay bảo Sa Club tiểu gắn đi với cái gì ấy. Nghe cũng như ngang ngang thì kệ đi. Anh cứ là Sa Club là được rồi. 20/24 và có bãi quả luôn, như vậy bài này được đấy. Rất được. Bãi quả đầu 7. Ba con voi và có bãi quả phụ luôn. Bài được dành cho người cầm Asian rồi. Trận trước cũng là một trận đấu bài kinh đời sớm như là đánh cơ cấu rất khỏe. Hai mươi hai trên 24 ra chơi đồ sư tử và ăn bãi quả phụ. Xin lỗi, đúng rồi, chơi đồ sư tử và ăn bãi quả phụ thôi. Trong khi đó thì sẻ thì có đồ hay không? Bài đấu mà thấy sẻ lúc đầu thì có một con voi thôi và hai bầy hiêu. Tự nhiên lại thấy chị chuồn sang bên này là thấy có cái gì đó nó không ổn nha anh em ạ. Cảm ơn anh Lai Giang tiếp tục gửi tặng 50 sao nha. Thấy chị chuồn sang bên này là có cái gì đấy nó không ổn rồi. 25 của cái bầu chim sẻ thì đáng với bài đấu và tiếp tục ăn thêm một bầy hiêu nữa. Kích đòi ở 8/12 với bài 25 dân. Cũng có bãi quả phụ như vậy bài này cũng khỏe. Trở lại với Sa Club thôi, với bài đấu anh cũng đánh 25 dân. 25/28 trong bài này. Cơ cấu sẽ như thế nào đây dành cho cả hai game thủ chúng ta. Thêm chiếc nhà BS nữa. Bài này là một bài kín của Sa Club nha. Bài này là bài kín. Mặt đằng trước này thì anh sẽ cơ cấu những chiếc nhà VE, những chiếc nhà quân để có thể quay, để quay kín cái nhà của mình vào. Cảm ơn bầu gận đời đã tặng sẻ 2.000 sao nha. Bầu gận đời gửi tặng cho chị để đắng 2.000 sao luôn cho nó mát.
bơm thẳng vào ven luôn. Và bơm thẳng vào ven luôn cho các game thủ trong ngày thi đấu hôm nay. 26/28 của team, xin lỗi, là của game thủ Sang Club Anh quyết định đánh cung trong cái thế bài khá khung của mình. Thiết kế hai chiếc nhà BA rồi, mặt trước đóng thêm những chiếc nhà BA và những chiếc nhà BE thì che kín. Bài đấu mà bây giờ Sang Club sẽ thể hiện khả năng đánh cung của mình. Trong khi đó thì chúng ta cũng quay trở lại với chim sẻ lấy nắng nào. Sẻ cũng vừa kích đời rồi thì phải, với cái bài đấu mà sẽ kích đời vẫn trong đầu 10. Cơ cấu và đánh chém và một nhà đánh cung, một nhà đánh chém là đẹp nhất. Vẫn là một cái thế một cung một chém như bình thường thôi. Còn đội bạn là Cho Son và Katarian thì đội bạn đánh cái gì mới là vấn đề. Cho Sorian và Katan. Đây rồi, dân của game thủ Hồng Anh đây rồi. Chim sẻ đang có một cái công và vẩy e để bắt con đông dân này. Nói chung là cũng tinh tế đấy. Vẩy e để bắt một con đông dân, Hồng Anh cũng bắt đầu có con giò trong quả nhà của sẻ. Tiếp tục chơi những con đông dân của đội bạn nào. Giò công giáp đầy đủ đang chơi. Hồng Anh khả năng cũng là như vậy. Rồi, thích thì là vụt thôi. Tên này hai nhà đang chơi với nhau. Sang Club chỉ còn khỏe nguyên trong bài đấu cầm basic của mình là ổn. Sẻ đang chơi được rất nhiều dân của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh chỉ là người được cầm. Vâng, ô, Hồng Anh còn đang vâng đâu một, thậm chí là chưa thi đấu một tí nào cả trong trận đấu này thì đã quit rồi khi mà Sang Club một mình một vạch lên đời luôn cho nó mát.